Thưa quý vị, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo hội đồng bộ môn cấp tỉnh xây dựng tài liệu phục vụ ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cung cấp thêm nguồn tài liệu tham khảo cho các nhà trường. Để sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu ôn tập của hội đồng bộ môn, Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, Ngoài việc triển khai các nội dung ôn tập theo kế hoạch, thì phải triển khai toàn bộ nội dung tài liệu ôn tập đến các tổ nhóm chuyên môn, giáo viên dạy ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và học sinh lớp 12. Trên cơ sở đó, giáo viên, tổ nhóm chuyên môn nghiên cứu tài liệu, lựa chọn những nội dung phù hợp với từng đối tượng học sinh nhằm dẫn dụng vào quá trình tổ chức ôn tập. Đồng thời, các tổ nhóm chuyên môn phải tiếp tục nghiên cứu, xây dựng tài liệu ôn tập phù hợp cho học sinh trường mình Bảo đảm không để học sinh thiếu tài liệu trong quá trình ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Lãnh đạo Sở Giáo dục đào tạo đặc biệt lưu ý các trường phải tổ chức kiểm tra, đánh giá sự tiến bộ của học sinh, nhất là những học sinh có nguy cơ rất tốt nghiệp để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.